Đây là cơm với nước mắm ớt mà em làm. Nước mắm này là nước mắm chay, không có nấu bằng cái nước mắm cá nha. Rất là ngon. Em cứ ăn vậy. Trong đây có ớt, có tỏi, có tiêu, có đường, có muối. Muối em là muối hộp. Rồi có chanh. Dạ. Cái nước mắm này làm đồ chấm gì cũng ngon hết. Nước mắm mình đừng có ăn nước mắm cá nữa quý vị ơi. Hãy yêu thương mấy con cá đi, làm thử đi. Cái nước mắm bình thường của mình chỉ cần bỏ muối vô là được rồi. Không có cần bỏ cá nó có mùi tanh hôi hôi ghê lắm. Mà nước mắm người ta làm có bột ngọt, có bột nêm. Còn này là chuối nha chọc. Dạ, cuộc sống mình ăn uống đơn giản được. Cơ thể mình hấp thụ rau rất là tốt bởi vì mình là người. Người được trời cho một cái cơ thể hấp thụ rau tới 90%. Cái năng lượng của mình hấp thụ được từ rau, từ thực vật á, là một điều đáng mừng đúng không ạ? Vậy mà chúng ta ăn thịt những loài vật quý hiếm. Em ăn ông thịt không được. Cái này nè, cá hộp đi, cá nục sốt cà đó, anh chị biết đó, trong này là có chất E rất là nhiều. Chất E là mấy chất bảo quản, chất làm mùi, chất làm đông, nước sốt, tùm lum các loại chất trong đó. Em ăn em nổi mụn mặt đầy mặt liền, em sợ. Đây là hũ nước mắm em đã làm thành công. Cơ duyên này em làm được hũ nước mắm này. Nhà em ăn bún quậy kiến xay á. Em cứ nghĩ mình không ăn nước mắm là nước mắm mình phải bỏ cá vô, mà không bị dị ứng. Ăn nước mắm mà có cá đó, thì mắc ói lắm, ăn buồn nôn lắm. Và ăn xong là hả hồi là thích ăn nước mắm. Nước mắm kiểu giống vậy nè, nước mắm ớt nè, ăn xong hồi ói hết trơn nè. Xong đi ăn bún quậy kiến xay, người ta chỉ mình làm nước mắm. Dạ, cái quán yêu thương em lắm luôn á. Quán đó ở Phú Quốc. Mấy bạn chủ quán anh chị đồ á, thương chỉ cho cái cách làm nước mắm. Mà giờ em phải mất mấy tháng em làm nước mắm, chỉ có tắt đường và muối thôi. Em làm riết nó quen tay, sau đó em chuyển qua làm nước mắm bình thường. Dạ, nó chỉ không có mùi cá thôi, nó rất là thơm. Và như ăn vào thì y như nước mắm bình thường thôi. Tại sao mình lại phải ăn mấy cái con cá nhỏ, mình giết hại nó, mình ăn nước mắm đó. Ở Việt Nam mình á, bây giờ làm mắm á, không có còn mắm thiên nhiên nữa đâu. Mắm nhân tạo không à, em nói gì mọi người hiểu không? Bởi vì cá biển bị bắt hại hết rồi. Việt Nam mình hồi xưa giờ mắm nhiều bởi vì thiên nhiên, cá tôm mực đồ nó phong phú. Bây giờ cho mấy nhà máy xí nghiệp qua đây xây dựng ồ ạt. Họ qua đây á, họ được lợi thế là sông ngòi mình nhiều, họ xả rác vứt thác chất độc đồ ra sông ra biển. Bởi vậy họ phi tan rất là nhanh nên họ thích, chứ làm việc ở những nước của họ đó thì cái luật bảo vệ môi trường nó cao, họ không làm được, chi phí nó đắt đỏ. Đó là lý do họ thuê đất Việt Nam họ làm, chứ đâu phải tự nhiên họ qua đây họ làm. Mà
mình để cho người ta cứ tiếp tục làm như vậy thì hủy hoại tương lai con cháu của mình. Dạ. Nên thôi bây giờ ai thích ăn nước mắm cá cơm hay gì đó từ bỏ đi, nước mắm của em đây nè. Dạ.